ngày qua túi. Chào các bạn, hôm nay thì có mấy bạn ở Thủ Đức về chơi với anh em tụi mình. Em ấy tưởng rồi hôm bữa trước tưởng đâu gin con heo sữa về nướng, nhưng mà em ấy đem con chín rồi nên giờ đi bắt mấy con cá tây tượng chiên sầu với con heo quay.